Bất động sản đầu năm 2024 một cú đẩy giá cực kỳ là chất lượng và là một cú đẩy giá báo hiệu sự đảo chiều của thị trường và xác nhận rằng chu kỳ mới đã chính thức được bắt đầu. Bản chất của các thị trường đầu tư ấy, tháng thấy nó gần như là giống nhau. Sau cái thời gian mà nó nó lao dốc, nó chạm xuống cái đáy và nó tiếp tục nó cứ rà vào cái vị trí đáy này, rồi nó kiểm tra cái đáy này, nó kiểm tra chán chê xem cái đáy này nó cứng chưa và sau đó là bùng một cái nó đẩy lên hoặc sẽ là một cú rút chân đi lên đó và thang gọi đó đó là một cái mầm non nó vừa nhú lên khỏi mặt đất đó. đó và quý anh chị và chúng ta phải chú ý ngay cái vị trí cái mầm non nó vừa nhú lên như vậy này anh chị này đó bởi vì nếu chúng ta lơ là mà quên nó đi một thời gian đấy thì cái cơ hội tốt nhất của chúng ta nó sẽ dần qua đi đó để chúng ta chú ý cái mầm non này nhé và để Thắng chứng minh cho anh chị thấy một cách rõ ràng nhất là cái cơ hội sắp tới về đầu tư bất động sản ấy nó sẽ cực kỳ là lớn. Và thời vận của bất động sản ấy nó đã tới rồi anh chị, đặc biệt là trong năm 2024 này. Qua ba thị trường này, quý chị sẽ thấy được một cách rõ ràng nhất. Quý chị hãy xem hết video này nhé và nhớ đăng ký kênh đây đây là cái thị trường đầu tiên mà thắng muốn cho anh chị xem cái sự đẩy giá những cú đẩy giá của thị trường chất lượng như thế nào và nó xoay chiều đảo chiều cho thị trường và bắt hiệu một chu kỳ mới bắt đầu đây uh, thị trường đó là thị trường bitcoin anh chị ha bitcoin như bây giờ chúng ta thấy là mưa làm gió trên thị trường và nó giúp các nhà đầu tư là từ đáy lên tới đỉnh đó là x3 x4 tài sản rồi và khi mà bitcoin từ cái đỉnh ở đây từ 69.000 một Bitcoin thì khi đó là bị lao dốc lao dốc thảm bại và xuống tới cái giá là khoảng đâu đó là 16.000 nha trong đấy giá là 16.000 thì tài khoản nhà đầu tư lúc đó là từ 70.000 xuống đấy xuống đến là 16.000 đấy chia 2 chia 3 tài sản chia 4 tài sản và những nhà đầu tư là thị trường nó đổ máu và cực kỳ là kinh khủng và lúc đó hầu như là nhắc tới Bitcoin là ai cũng mất niềm tin hết đó, báo chí nó đã chê teo tu tây tả nhưng mà sau một cái thời gian bùng một cái một cái ngọn nến đây nha anh thấy nè một cú đẩy giá cực kỳ là chất lượng ngọn nến xanh này nó nó đẩy giá lên thì một cái nến này là một tháng thì thấy không một cái nến nó đẩy bùng một cái lên và nó chất tất cả những cái nến nhỏ còn lại một nến là hai nến này ba nến này bốn nến này năm nến này sáu nến này đó một cái nến một tháng này nó chất sáu tháng còn lại và nó đẩy giá lên đó, và thị trường lúc đó ấy, là khi mà nó đẩy giá lên và nó tiếp tục nó tích lũy và tiếp tục nó đi lên rồi nó lại tích lũy và tiếp tục sau đó tới năm 20 tới thời điểm này thì nó thị trường đã vượt được cái đỉnh cũ này mình chị thấy không đó đó, bởi vậy thì đây là một cái cú xoay chiều đẩy giá của thị trường là báo hiệu cho thị trường thấy cái sự đảo chiều và nếu cái mầm non ở thị trường bitcoin này thời điểm đó ai không chú ý thì sẽ mất đi cơ hội cực kỳ là lớn À, thì chúng ta cứ nhìn vào cái thị trường khi nó đẩy giá và bất động sản của chúng ta cũng vậy cái thời điểm vừa rồi nó cũng vậy đúng không anh chị te tua thê thảm nhưng bùng một cái đầu năm hai, cái 2024 có sự đẩy giá và một cái thị trường tiếp theo mà tham muốn cho anh chị xem để có chị thấy rằng đây sẽ là một cái sự thật đây thị trường vàng đấy ha vàng bây giờ là cũng nằm mưa làm gió như thị trường đúng không ạ đúng không anh chị Rồi đó vàng đây thị trường vàng này chạm đỉnh này lại đi xuống này lại lên này lại đi xuống này rồi lại lên rồi lại đi xuống rồi bùm một cái anh chị đó ngay cái vị trí này này đấy vị trí đẩy giá cực kỳ là mạnh này và nó đẩy lên rồi nó lại xuống rồi lại bùm lên một cái và bây giờ thị trường đang vượt đỉnh và thị trường thị trường vàng bây giờ là thị trường là 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 giờ chúng ta thấy rằng là đã lên rất là nhiều và lên rất là mạnh rồi đúng không ạ Đó, đẩy giá bùm một cái lên đó, và tiếp tục lên và xuống lại đẩy lên, nó nên là cái cú đẩy giá nó sẽ là mang tính quyết định và cái thời điểm tiếp theo cái thị trường tiếp theo chúng ta quay thị trường tiếp theo nha anh chị nha thị trường rất gần gũi với chúng ta Đây, thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ đẩy như thế nào đấy đây, năm 2022 này chị anh chị này. Năm 2022 thị trường về cái đỉnh cực kỳ là cao cao nhất của VN Index thị trường chứng khoán Việt Nam là đâu đó là khoảng là 15 000 1500 1500 đó 1530 đi ha. Đó, và khi mà lập một cái đỉnh lịch sử như vậy thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu lao dốc thảm bại, đổ xuống và tiếp tục đổ xuống, đổ xuống đổ xuống, đổ xuống và đổ tới cái vị trí tới vị trí này gần như là gọi là 880, 900 thì tới cái vị trí này và một cú kéo chân cực kỳ mạnh từ dưới này rút lên tạo một cái dấu nến anh chị này đó thì như đầu video cho nói là thân rất thích một cú đẩy giá hoặc là một cú rút chân thì đây là hai cái thị trường ba thị trường mà thấy rằng có sự rút chân và đẩy giá cực kỳ là mạnh ở cái vị trí đảo chiều này đó, kéo lên một cái và tiếp tục là là, là, bùng lên một phát nữa và thị trường bắt đầu đảo chiều thì thị trường bắt đầu của chứng khoán ấy, thì từ cái thời điểm này lên đây cũng là x2 ít nhất và x2 tài sản rồi đó được không ạ đó, đó là ba cái thị trường mà thắng đang coi cho chị coi thực tế cái sự mà đẩy giá kéo giá của thị trường điểm đảo chiều của thị trường đối với chứng khoán ấy, thời điểm vừa rồi khi mà xuống cái vùng 900 này này các nhà đầu tư đâu còn niềm tin nữa đâu anh chị không còn niềm tin nữa qua ba thị trường đầu tư khác vừa anh chị cũng đã thấy rồi. Nó x2, x3 và thậm chí là x4 tài sản và nó đều kèm theo là một cú đẩy giá cực kỳ là chất lượng và tiếp tục tích lũy và phát triển đi lên để được x2, x3 tài sản. Và so với bất động sản ấy, với những thị trường vừa thắng cho nghị xem đấy về chứng khoán, về bitcoin hay về vàng ấy thì bất động sản ấy nó là một cái mà đã ăn sâu vào máu thịt của người Việt Nam chúng ta rồi. Và đó là một cái thị trường mà nó an toàn nhất trong các thị trường ở Việt Nam chúng ta. Và một cái câu chuyện bất động sản khác mà Thắng muốn chia sẻ với anh chị. Trên truyền thông media trong thời điểm này, quý chị thấy về một phân khúc bất động sản đã ít hai tài sản mà bản thân mỗi người chúng ta khi chúng ta nghe thấy chúng ta không tin được rằng thị trường này có thể là từ năm 2023 cho tới thời điểm này khoảng hơn một năm một năm rưỡi này thôi mà nó có thể ít hai tài sản được đó là cơn sốt chung cư ở trung tâm quý chị có bao giờ tin được là chung cư có thể là Ờ, trong vòng hơn hơn một năm khoảng một năm rưỡi là có thể x2 được tài sản không đó thì đối với chung cư đi chúng ta thấy so sánh giữa giữa phân khúc đây là chung cư ấy, nó nằm trong phân khúc về bất động sản đúng không ạ và so với chung cư so với đất nền đi thì quý chị thấy rõ ràng cái sự khác biệt như thế nào có bao giờ chúng ta có thể khảo sát 100 người ấy, thì hầu hết mọi người đều đánh giá rằng nếu mà cái tỷ lệ đầu tư và để về cái tỷ lệ mà lãi vốn ấy, thì đất nền bao giờ nó cũng hơn hẳn về chung cư hết. Đúng không ạ? Mà chung cư đã X2 rồi thì cái giai đoạn tới đất nền của chúng ta nó sẽ như thế nào anh chị? Đó, X2 hay là X3 tài sản. Đối với chu kỳ này nhé bản thân mình ấy, kỳ vọng từ năm 2024 này tới 2025 này, 2026 này, 2027 là 2028 này, chu kỳ này thăng nghĩ là 4 năm nữa là sẽ đạt đỉnh ấy, thì cái việc X2 x3 tài sản đối với đất nền ấy thì thăng thấy cái điều đó là hoàn toàn bình thường và nó sẽ có cơ sở và nó cũng và hợp hợp với cái tỷ lệ lợi, lợi nhuận mà chúng ta đề xuất ra từng năm đó đúng không ạ đó để mà chúng ta có thể là x5 x10 tài sản ấy như là những năm trước những chu kỳ trước ấy thì sẽ rất là khó và hầu như là không thể khó thôi nha rất là khó nè nhưng x2 x tài sản chung cư còn x2 được mà không chi là đất nền đúng không anh chị về đất xào đất mẫu ấy thì năm 2021 và năm 2022 ấy, khi mà covid đã đổ về sau đó là à, cái phân khúc đất xào với cái chu kỳ mà bất động sản à, ngôi nhà thứ hai ấy, nó làm cho đất xào nhảy lên x2 x3 tài sản rồi và sau đó thì nó xì bong bóng à, khi mà thị trường bất động sản cùng sập tất cả họ tất cả nó với kinh tế và thị trường bất động sản hay chứng khoán mọi lúc với mọi thứ là đều sập hết thì nó cũng sập theo nó cũng sập theo và tới thời điểm hiện tại thì tới lượt chung cư x2 thì đất nền cái cơ hội đất nền ở phía trước này nó đang cực kỳ là lớn nên chúng ta không được bỏ qua giai đoạn này đây là giai đoạn chúng ta mà phải theo sát đất nền cực kỳ là kỹ khi mà cái mầm non như thằng nói nó đã mọc lên rồi và khả năng thời gian tới nhá sự dịch chuyển dòng tiền nó sẽ diễn ra trong phân khúc đó. từ phân khúc ví dụ như trong trong bất động sản đi. À, nên là những anh chị nào mà đang đầu tư về chung cư ấy, đang đạt đỉnh mà x2 tài sản rồi, ấy, chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý trong giai đoạn này. Đặc biệt là những 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 người mới ấy. khi mà truyền thông media đang nói quá nhiều như vậy, chúng ta cần phải chú ý bởi vì khả năng đâu đó sẽ có sự dịch chuyển dòng tiền và phân khúc bất động sản đất nền sắp tới, đâu đó khả năng cũng sẽ hướng được cái dòng tiền này. Nhưng ấy, cái câu chuyện ở đây này có một cái câu hỏi lớn ấy là mua ở đâu? và mua thời điểm nào để có thể x2, x3 tài sản trong chu kỳ này đối với bất động sản đất này đó chúng ta mua ở cái thời điểm mà giữa sóng nó khác là chúng ta mua ở cái thời điểm mà đang trong cơn sóng cực độ cực mạnh, nó sẽ khác nó kèm theo những rủi ro đúng không anh chị? và chúng ta đang mua ở chân sóng thì nó lại là một, là một cái vấn đề khác và thắng cũng luôn đã trong những video trước thắng đã nói rằng ấy là thắng đánh giá năm 2024 này khi mà cái mầm non nó mới nhú lên như vậy này thì đây là cái thời điểm mà chân sóng cực kỳ là tốt để chúng ta xem xét trong năm 2024 này đặc biệt khi mà cái tín hiệu đầu năm 2024 đã xác nhận sự đảo chiều rồi thì đâu đó cái nhịp giữa năm là cái nhịp mà chúng ta sẽ phải là nếu chúng ta muốn đầu tư nhé thắng khuyên thành thật là nếu chúng ta muốn đầu tư thì cái khoảng giữa năm là cái khoản mà chúng ta cần phải là là hoặc thời điểm này những vị trí nào những khu vực nào mà giá chưa chạy thì chúng ta cần phải là là đi nó tới ngay đó tìm hiểu về bất động sản khu vực đó bởi vì khi mà tìm hiểu rõ ràng đủ niềm tin rồi thì chúng ta mới tự tin để chúng ta đầu tư được còn chúng ta ngồi nhà chúng ta xem ấy thì một thứ ấy, nó vẫn chưa chính xác lắm đâu nó chỉ là lý thuyết thôi đó chúng ta phải nhìn được mắt thật chúng ta tới thị trường đó thì nếu mà anh chị mà anh chị mà xuống dưới bất động sản long thành và nhân trạch thì thì thắng sẵn sàng ở đây thắng hỗ trợ anh chị Đúng không ạ và cuối cùng là à, câu chuyện là chúng ta mua ở đâu để có thể là x2 x3 tài sản trong chu kỳ này thì thị trường nào ấy nó đủ câu chuyện đủ sự hấp dẫn anh chị đủ để kéo được cái dòng tiền khác từ khắp nơi đổ về đó và cái nơi nào ấy nó đang có nhiều cái hạ tầng nó đang diễn ra đó đó là những cái nơi mà khi mấy anh chị mua ấy, quý chị yên tâm mua trong giai đoạn này này yên tâm quý anh chị giữ gìn cái tài sản đó trong vòng 3 năm 4, 5 năm tới để đi đến đỉnh của một cái chu kỳ nó phải đủ nó phải đủ những yếu tố như vậy nó kích thích kéo được dòng tiền và luôn luôn cuốn hút được mọi người đổ tới thị trường nếu ví dụ thăng ví dụ nhé chúng ta mua ở những cái bất động sản ở, những, ở trung tâm thành phố đi đúng không ạ mua ở những cái vị trí mà uh, đã là rất là ổn định đi thì liệu cái chị liệu nó có thể x2 x3 tài sản được không nó hay là tới những cái vị trí hay là tới chúng ta tới những thị trường ấy nó 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 đủ những cái câu chuyện mà nó đang diễn ra trên thị trường câu chuyện về hạ tầng đi đâu cũng thấy là đầu tư công đi đâu cũng thấy là làm được và đi đâu cũng thấy rằng là là nhà đầu tư đang kéo về rất là nhiều đó và đặc biệt Long Thành và Nhân Trạch là cái nơi nó đang diễn ra đầy đủ những yếu tố như vậy đó, chờ đợi 20 năm rồi nó mới có được những yếu tố mà nó vực dậy ở nhân trạch như vậy Nên là một cái nơi một cái đầu mối giao thông nó kéo tỷ tỷ người 78 tỷ người trên thế giới về đây đó là cái nơi mà sau này nó sẽ là cái những ngành dịch vụ nó về rất là nhiều và cái lõi khu nghiệp và cảng nó cũng đang hình thành hết rồi thì đó đó là một cái thị trường mà em thấy nó cực kỳ là tiềm năng trong giai đoạn này mà chúng ta bỏ qua nữa thì nó thấy nó cực kỳ là lãng phí nếu là một nhà đầu tư bất động sản là một người đầu tư đã có kiến thức có sự chuyên nghiệp rồi thì không một ai mới có thể bỏ qua một cái thị trường tiềm năng đến như vậy và thắng sẵn sàng ở nhân trạch và long thành chờ anh chị ngay cái vị trí vòng xoay đường 39 mươi khi mà anh chị đi từ thành phố hồ chí minh rẽ từ cao tốc đi vào nhân trạch thì thắng ngay ở vòng xoay quận cam mẹ thắng ở đây luôn sẵn sàng chờ đón anh chị để cùng quý anh chị đi khảo sát đi khắp nhân trạch để quý chị tìm hiểu về bất động sản nhân trạch thắng và đội ngũ của mình luôn luôn sẵn sàng ở đây Quý chị nhớ đăng ký kênh và nếu chị xuống có thể liên hệ ngay cái số điện thoại trên Zalo thắng để trên màn hình để thắng và đội ngũ của mình có thể hỗ trợ được anh chị được không ạ? Bye bye và hẹn gặp lại anh chị trong video sau.